Cô xin chào tất cả các con đến với tiết tập đọc ngày hôm nay. Cô mời các con cùng quan sát tranh sau và cho cô biết bạn nhỏ trong tranh đang làm gì. Bạn nhỏ đang nô đùa trên bãi biển. Thế trong các con, ai đã được đi biển chưa? Khi đi biển, các con cảm thấy biển như thế nào? Các con biết, mỗi con đều có cách nhìn khác nhau về biển. Có bạn thì cảm thấy biển to, đẹp. Thế bạn nhỏ trong bài đọc hôm nay có cách nhìn biển ra sao? Cô mời các con cùng tìm hiểu qua bài đọc Bé nhìn biển, sách tiếng Việt lớp 2, trang 65. Cô mời các con cùng mở sách giáo khoa và lắng nghe cô đọc. Bé nhìn biển, nghỉ hè với bố. Bé ra biển chơi, tưởng rằng biển nhỏ mà to bằng trời. Như con sông lớn, chỉ có một bờ, bãi dằng với sóng, chơi trò kéo co. Phì phò như bể, biển mệt thở run, cầm dơ gọng vó, định khiêng sóng lừng. Nhìn con sóng khỏe, lon ta lon ton, biển to lớn thế, vẫn là trẻ con, Trần Mạnh Hảo. Các con cho cô biết, trong bài thơ có mấy khổ thơ nào? Bài thơ trên có 4 khổ thơ, mỗi khổ thơ có 4 dòng thơ. Khi đọc toàn bài, các con nhớ đọc với giọng vui tươi, hồn nhiên, theo nhịp 4 nhé. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc các từ khó sau. Từ thứ nhất là từ sóng lừng. Vậy khi đọc từ này, các con cần chú ý phát âm âm nào nào? Các con lưu ý cho cô âm sờ ở tiếng sóng. Cô mời các con lắng nghe cô đọc lại. Sóng lừng. Từ tiếp theo là từ khỏe. Ở đây các con lưu ý khi phát âm vần oe chúng ta phải tròn môi. Khỏe. Vẫn. Các con thấy trong tiếng này có vần ân âm cuối n, cho nên khi các con phát âm các con lưu ý cho cô vần ân và dấu thanh ngã ở tiếng vẫn. Vẫn. Thế còn từ trẻ con thì khi phát âm chúng ta cần phát âm âm nào nào mà các con thường hay phát âm lẫn lộn? Các con lưu ý đó là âm tr ở tiếng trẻ. Trẻ con. Rồi cô mời các con đọc lại cho cô, đọc hàm theo cô. Sóng lừng, khỏe, vẫn, trẻ con. Rồi cô cảm ơn các con. Ngoài đọc đúng các từ thì các con cần ngắt nghỉ hơi đúng để chúng ta đọc hay hơn. Và đây, sau đây là khổ thơ thứ nhất của bài. Các con hãy lắng nghe cô đọc và cho cô biết ngắt nghỉ hơi ở chỗ nào nhé. Và nhấn giọng từ nào. Nghỉ hè với bố, bé ra biển chơi, tưởng rằng biển nhỏ mà to bằng trời. Như vậy các con thấy chúng ta sẽ ngắt nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ. Và nhấn giọng từ to bằng trời, vì cụm từ này và khổ thơ này thể hiện sự ngạc nhiên của bạn nhỏ khi nhìn thấy biển. Cô xin mời đọc lại, các con đọc thầm theo cô. Nghỉ hè với bố, bé ra biển chơi, tưởng rằng biển nhỏ mà to bằng trời. Các khổ thơ còn lại các con cũng đọc tương tự. Cô mời các con hãy đọc thầm 3 khổ thơ và chú ý ngắt nghỉ hơi và nhấn giọng các từ giúp cô nhé. Rồi cô mời các con lắng nghe cô đọc lại. Như con sông lớn, chỉ có một bờ, bãi dằng với sóng, chơi trò kéo co, phì phò như bể, biển mệt thở rung, cầm dơ gọng vó, định khiêng sóng lừng. Nhìn con sóng khỏe, lon ta lon ton, biển to lớn thế, vẫn là trẻ con, Trần Mạnh Hảo. Như vậy các con đã biết đọc đúng các từ khó cũng như ngắt nghỉ hơi giữa các dòng thơ ở cuối mỗi khổ thơ trong bài thơ hôm nay. Tuy nhiên, để hiểu rõ nội dung bài đọc, cô cùng các con tìm hiểu nghĩa của các từ sau. Bể
là dụng cụ của thợ rèn hay thợ kim hoàn dùng để thụt hơi vào lò cho lửa cháy. Tiếp theo, cô mời các con đón xem đoạn phim sau và đoán xem trong đoạn phim có con vật gì nhé. Còng là giống cua nhỏ, thường sống ở ven biển. Còng biển còn gọi là còng gió, chạy rất là nhanh và thường sống vào đầu hang trên bãi cát. Tiếp theo là từ sóng lừng, là sóng lớn ở ngoài khơi xa. Cô mời các con đón xem đoạn phim về sóng lừng nhé. Qua bài thơ vừa học, các con thấy bạn nhỏ trong bài cảm nhận biển ra sao? À, bạn nhỏ cảm nhận thấy biển rộng và to, nhưng đáng yêu như trẻ con. Thế các con khi được đi chơi biển, các con phải làm gì? À, các con biết biển rất đẹp và là điểm du lịch thu hút rất nhiều khách trong và ngoài nước. Khi đi chơi biển, các con nhớ giữ gìn vệ sinh, không xả rác trên biển. Ngoài ra, các con không được bơi xa bờ mà phải có sự dìu dắt của người lớn để đảm bảo an toàn cho mình. Các con nhớ nhé. Hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Các con không nên đi du lịch hoặc đến những nơi đông người như biển, công viên để tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Các con đã được biết vẻ đẹp của biển. Các con hãy tưởng tượng và vẽ lại bức tranh về biển, sưu tầm hoặc sáng tác thơ về biển nhé. Tiết học hôm nay đã hết. Các con đọc lại bài, trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa, làm phiếu bài tập giúp cô. Cô chào các con, chúc các con khỏe, chăm ngoan, học giỏi.